Hello tất cả các anh em đã đến với channel của mình. Và đây là Lê Khải Academy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cắt foam butter theo một dạng lastic, nói với lại trên phơn, khung trên phơn nhá. Ok. Thì clip này mình sẽ dùng kéo lược. Anh em cố gắng xem, theo dõi nhá. Let's go. Thì anh em có thể thấy được là mình chia phần mái lên, anh em có thể chia từ giữa đỉnh đầu kéo ra phần ngôi 28, chia tam giác nhé. Sau đó anh em chải bắt từng tép tóc ra để mình cắt nối với khung. Thì phần cắt này mình sẽ nối với khung chân phương, còn được gọi là lại thấp. Anh em lấy từng bảng tóc ra, anh em nói kéo ra. Cái phần này mình kéo ra không độ nhé. Nếu anh em nào không hiểu kéo không độ thì mình kéo thẳng ra. Mình kéo thẳng ra ngoài và cắt nối với phần khung. Thì cái bài cắt này anh em có thể áp dụng với lại khung lại thấp, không nên áp dụng với lại khung đứng và khung lại cao nhé. Bởi vì nó sẽ rất là xấu khi mà mình không sử dụng sáp, và rất xấu khi mà mình sử dụng trên một cái đầu mà tóc bung nhé. Ok, anh em bắt từng lớp ra và kéo thẳng ra, rồi mình cắt nối với phần tóc ở dưới. Thì anh em kéo ra thì anh em sẽ thấy được cái phần tóc chuẩn của cái khung, và bắt đầu mình cắt nối theo. Đấy là bước đầu tiên mà mình sẽ thực hiện khi mà mình cắt một tạo qua một cái đầu vuốt foam butter. Đấy. Về kỹ năng kéo lược này thì mình có thể là tập ở trên đầu kem. Đây gọi là bắt trong là bắt trong bàn tay ấy. Đấy. Còn cái phần mà tóc trên thì mình sẽ bắt ngoài bàn tay. Ok. Anh em có thể dùng đầu kem để mình tập cái kỹ năng này. Sau này mình sẽ ra một cái clip hướng dẫn kỹ hơn về cách tập trên cái đầu kem kéo và lược nhá. Ok, đấy. Phần bên kia của mình cũng sẽ làm giống như vậy luôn. Anh em kéo ra và bắt đầu cắt nối với lại phần khung. Sau đó mình sẽ bắt kéo ra phía sau nhé. Phần lưu ý ở đây mình kéo ra, mình kéo thẳng ra, rồi bắt đầu mình nối với lại phần khung và đi vòng ra phần đuôi. Anh em có thể thấy là mình đang đi vòng ra từ từ ra tới phần đuôi. Đấy. Thì mình xem clip mình có thể thấy được những anh em nào mà đã biết bắt kéo lược cơ bản thì những cái kỹ năng này thì thật sự rất là dễ đối với anh em nhé. Ok. Rồi. Những anh em nào mà đang gặp khó khăn về kỹ năng, những bạn mà gọi là chưa có những kỹ năng cơ bản nhất, có thể là chưa từng biết ấy, chưa từng học ấy, thì mình sẽ ra một cái clip hướng dẫn kỹ hơn. Sau này tầm sau khi mà mình ra những cái clip hướng dẫn những bài cắt rồi thì mình sẽ ra một cái clip hướng dẫn kỹ hơn kỹ năng cơ bản để mình có thể sử dụng và áp dụng tập trên đầu kem cho những bạn mà không có điều kiện để mình đi học. Đấy, đôi khi mà khó khăn anh em sẽ có thể luyện tập ở nhà, mình chỉ tốn tiền mua một cái đầu kem thôi và mình luyện tập ở nhà. Ok. Phần đuôi này anh em lưu ý nhé. Khi mà mình nối xong thì mình dở phần đuôi lên thì nó sẽ ra một cái hình là hình tam giác. Anh em cắt bỏ tam giác đi, tạo phần bầu. Đấy.
anh em dỡ lên đấy, cái bước mình dỡ lên xong mình tạo cái phần đuôi là hình tròn nhé, chứ mình không để cái hình tam giác. Mình dỡ ra, mình kéo lên và cố gắng cắt theo hình vòng tròn đấy. Anh em dỡ ra, kéo thẳng ra ngoài hướng đứng của mình ấy, và cắt cho nó bầu tròn lại. Làm sao mà mình canh mình dỡ lên hết thì nó sẽ là một cái hình tròn ấy, thì nó sẽ ok, nó đẹp. Và mình rất là dễ mà mình chải cái đuôi, cái đuôi gọi là cái đuôi đuôi vào ấy. Còn nhiều bạn có thể gọi đó là teddy boy đấy, nó rất là đẹp. Còn ai biết kiểu rockabilly á thì anh em sẽ biết cái đuôi vuốt hai bên ôm vào nhìn nó giống như cái đít ấy. Đấy. Ok, mình bắt như thế này từ dưới lên trên, liên tiếp kéo một vòng khung đầu đi từ trái sang phải ha, và từ phải sang trái tùy anh em thôi, sao cũng được cả. Rồi ok, rất là đơn giản đúng không? Nếu mà dành cho những anh em mà đã thật sự mà có kỹ năng rồi thì nó rất là dễ, không có việc gì khó cả. Sau đó thì anh em cắt phần trên, thả hai kẹp ra và bắt đầu xử lý tới phần máy. Ok, đầu tiên thì mình bắt cái phần dọc, xéo kéo ra, kéo ra, mình kéo nghiêng ra tầm 45 độ, và mình cắt nối vào, nối khung vào đấy. Anh em có thể thấy được là mình kéo phần máy, cái phần máy mình thả ra rồi đấy, thì mình kéo vào tầm 45 độ, và mình cắt nối với là cái phần mà mình vừa xử lý xong, là nối với cái phần mà top với khung ấy đấy, vừa xử lý xong đấy. Rồi anh em nối từ bên trái sang bên phải đều như nhau nhé. Ok, những bạn nào mà mình hướng dẫn chưa hiểu thì anh em xem clip thì anh em cũng có thể thấy được, thì mình chỉ nhắc sơ là ở cái góc độ nào để anh em có thể nghiệm ra thôi. Ok, sau khi mà mình cắt xong thì mình chải hẳn xuống và mình xử lý phần máy. Máy thì còn tùy theo là chén cao chén thấp mà mình sẽ để dài nhé. Ví dụ như bạn này thì bạn này yêu cầu là cắt phần máy ngắn và vuốt không tạo cái volume ấy, tạo von thấp chứ không cao, cho nên mình sẽ cắt cái phần máy ngắn lại để mình tạo cái von nó không cao đấy. Sau khi mình cắt xong thì mình dỡ lên 90 độ và cắt bỏ đi. Nếu mà khi mà anh em cắt xong anh em dỡ lên thì chắc chắn khi mà anh em dỡ lên nó sẽ tạo được một hình tam giác, kéo từ trên kéo lên nó sẽ tạo ra tam giác. Thì bình thường nếu mà chuẩn thì anh em sẽ phá bỏ tạo hình tròn luôn nhé, như cái phần đuôi ấy chờ tạo hình tròn thôi, chứ không có mình không có tạo ra cái khối vuông. Thì cái này là mình đang cắt ngắn cho bạn, tại vì đây là yêu cầu của khách hàng là để phần von khắp, cho nên mình sẽ cắt ngắn lại, không để cao, không để dài chứ nhầm. Thì đấy, mình sẽ cắt thấp lại, còn không thì anh em chỉ tạo ra vòng tròn thôi. Ok, sau đó mình sẽ sấy tóc. Thì lưu ý cho anh em đấy, mình cắt là mình cắt ướt, tỉa là tỉa khô, đây là cái điều mà anh em phải lưu ý nhớ nhá. Mình cắt thì cắt ướt, tỉa thì tỉa khô. Có những bạn mà nói tại sao mà em bắt tóc khó quá, tại sao em bắt nó không dính, là do các bạn chưa có tạo cái độ ẩm ở trên cọng tóc ấy, nó chưa có đan kết lại với nhau, cho nên mình bắt khó. Mình phải đủ ẩm, hoặc là những bạn chưa có chuẩn thì mình phải thật sự là tạo ướt luôn, ướt nhẹp ướt nhem đấy. Cái phần xoáy này thì anh em đưa nhiệt vào chân tóc, xoáy thay đổi hướng tóc nhé. Ok, về kỹ năng này thì anh em có thể nhìn đưa lượt vào, lấy cái lượt bán nguyệt hoặc là cái lượt tròn cũng được, đưa vào và mình bẻ ngược lại kéo lên để tạo cái độ phồng, đẩy nhiệt vào chân để mình thay đổi cái hướng tóc ấy. Ok, anh em xem clip anh em cứ làm y chang như vậy, nhớ là đưa vào chân chứ không có đưa vào da đầu người ta đấy. Sau đó khi mà anh em xong cái phần sấy rồi thì mình phải tạo liên kết. Thì đây là phần mình tạo liên kết, mình sẽ đưa lượt vào và dỡ lên những cái phần mà nó chưa tạo liên kết, nó bị đứt khúc ấy, nó mất liên kết ấy, nó không, người ta gọi là bay chải, nó không có bay được.
đấy thì anh em phải tỉa lại để nó tạo lại cái liên kết đó cho nó đẹp. Khi mà mình tạo kiểu đồ này nọ thì nó sẽ đẹp hơn. Lưu ý phần này là mình tỉa, mình sẽ vuốt dạng vuốt bô mét gốc nước nhá, theo kiểu lát xích nhá, cho nên mình mới tỉa kiểu này. Còn nếu mà anh em muốn tạo ra test tua ấy, là phải tỉa kỹ 45 độ nhá, bằng từng test và tỉa kỹ. Rồi, ok, chúc tất cả anh em thành công nhá. Đây là cái mẫu tóc bạn này hơi gầu nhưng mà không sao. Ha ha ha. Anh em có thể tạo ra được một mẫu pomador cho mình. Chúc anh em thành công và nhớ theo dõi đăng ký kênh nhé. Ai còn khó khăn nào thì cứ đi comment, mình sẽ cố gắng làm clip hướng dẫn cho anh em. Xin chào à, cảm ơn tất cả anh em à.